Sự cố lớn nhất mình đã từng gặp phải đó là khi đi thám hiểm hang động, đó là bị rách đầu gối. Đó là khi mà mình cố gắng vượt qua một cái hồ nước thì bị va vào đá hay là bị rách chân. Hai đầu gối của mình hiện tại vẫn còn rất nhiều vết sẹo do thám hiểm hang động. Vụ của đội trưởng của mình bị ngã hang mà mình người trực tiếp ngồi chứng kiến ngay cảnh đội trưởng của mình bị ngã từ độ cao 40m xuống. Thưa quý vị và các bạn, du lịch mạo hiểm hiện nay đang là một hình thức được rất nhiều người quan tâm và đặc biệt là các bạn trẻ. Một trong số những loại hình được rất nhiều người tham gia đó chính là thám hiểm hang động. Tuy nhiên thì thám hiểm hang động cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tham gia. Chính vì vậy mà trong chương trình Tình huống nguy hiểm ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Tạ Nam Long, một thành viên có rất nhiều kinh nghiệm trong những chuyến thám hiểm hang động. Chắc chắn là anh Long sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều những kinh nghiệm để có thể xử lý những tình huống mất an toàn khi chúng ta thám hiểm hang động. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Trong đấy ừ. Có những cái gì mà kiểu bất ngờ không anh? Rất nhiều đá luôn, chú đi mà chân thôi. Anh đi, anh là chân mà không phải đấy. Em đi chân em còn đá. Thank you.
đến ngã ba ông kia, cả đoàn bám sát đấy, đừng có tách đoàn vào ông kia, đến những cái đoạn mà ngã rẽ sẽ thì dễ bị lạc. Ừ, được rồi, nhất trí. Thế bắt đầu đi thôi. Ok thôi. Đi lên thôi. Sao lại hết pin đúng cái lúc này chứ? Có ai không? Có
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt ở bãi giữa sông Hồng, nơi mà anh Tạ Nam Long cùng với những người bạn của mình thường xuyên có những cuộc tập luyện để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hỏi anh Tạ Nam Long xem với tình huống mà có thể bị lạc trong hang động thì anh sẽ xử trí như thế nào. Xin chào anh Tạ Nam Long, câu hỏi đầu tiên tôi rất là muốn hỏi anh đó là những yếu tố nào có thể khiến cho người thám hiểm hang động bị lạc? Thứ nhất là vào hang động thì là nó khác với cả môi trường bên ngoài, có rất nhiều yếu tố nguy hiểm. Nên là cái yếu tố lạc đường là một trong những yếu tố mà hay gặp nhất khi đi hang. Thì là nhiều yếu tố, thứ nhất là hang nó có nhiều tầng này, hang nhiều tầng. Thứ hai là hang nó có nhiều ngõ ngách. Và thứ ba là cái người mới tham gia là không có các dụng cụ đèn sáng để đi. Nên là cùng một cái hang như thế mà ví dụ có đèn sáng thì vào hang mình sẽ khó lạc hơn là những cái đèn tối, đèn chuyên dụng nó sẽ khó lạc hơn. Và có thiết bị đánh dấu. Trong những tình huống mà bị lạc trong hang động như vậy, không biết là cách xử trí của chúng ta sẽ phải như thế nào? Thứ nhất là khi mà chưa bị lạc thì thám hiểm hang động thì mình phải đi tối thiểu là một nhóm là 3 đến 4 người, để nếu mà bị lạc thì còn anh em còn cứu nhau, gọi nhau được. Thứ hai là đi vào hang thì phải có những cái đồ thiết bị chuyên dụng. Thứ nhất là không thể thiếu được là mũ, tại vì là mũ thì mình vào hang mình hay bị va đập vào các cái đá nhũn đá. Thứ hai là trên mũ sẽ gắn đèn. Đèn thì của mình là đèn chiếu sáng góc rộng mà nó chịu nước. Thì là hồi xưa ấy, khi chưa có đèn sáng như bây giờ là đèn LED ấy, thì là những cái nhà thám hiểm họ hay dùng các cái đèn đốt bằng khí đất đèn, nó cũng sáng nhưng mà nó rất là nó có nhiều cái muội than. Và còn hồi xưa nữa thì là rất nhiều người bị lạc tại vì là họ dùng đuốc vào hang, dùng đuốc thì không nhìn thấy đường thì rất dễ bị lạc. Thì bây giờ mình mấy năm gần đây thì bắt đầu có đèn LED sáng, thì là vào hang mình nên có đèn LED chịu nhiệt, chịu nước và chiều sáng góc rộng và pin được lâu. Thì là khi vào hang mình sẽ mang cái đèn đấy và mình có một cái thiết bị nữa là các cái hộp sơn phát quang. Thì là khi mà cảm thấy đến cái ngã ba ngã tư hoặc xuống cái tầng hang mà cảm thấy dễ bị lạc thì mình đánh dấu vào đấy, mình quay về mình sẽ tìm được đường. Và nếu mà không có sơn thì là có thể xếp đá theo hình mũi tên. Thế còn nếu mà khi xảy ra lạc thì là nên bình tĩnh. Trong hang thì nó không dễ gọi, dễ cứu như ở ngoài, thì mình có thể ngồi yên bình tĩnh và tránh hoảng sợ để giữ gìn sức lực này, để tiết kiệm sức này. Và nếu mà đi một nhóm khoảng 3 đến 4 người thì là phải có người chốt đoàn và một người dẫn đầu, và phải tuân theo sự chỉ dẫn của trưởng đoàn, không nên đi vào các ngóc ngách mà không có sự cho phép của trưởng đoàn. Trong hang thực ra thì khó xác định phương hướng lắm, tại vì là vào hang thì là gần như không có thiết bị nào hoạt động được, điện tử nào hoạt động được, chỉ có la bàn bằng cơ thì hoạt động thôi, GPS thì không hoạt động được. Nên là mình cũng đi từng với các nhà thám hiểm nước ngoài rồi ấy, thì là họ vào hang họ đo đạc bằng các cái máy chuyên dụng như là các cái máy laser chuyên dụng này, để đo chiều sâu, đo chiều ngang này, đo chiều cao, và họ đo ngay từ ngoài cửa hang ấy. Nên là khi mà họ đi vào thì họ sẽ có bản đồ hang. Cái bản đồ đấy thì là mình có thể liên hệ với những cái nhóm như nhóm mình để xin các bản đồ hang. Thì là khi vào hang mình có bản đồ thì mình sẽ xác định phương hướng được rõ hơn và mình chuẩn bị tốt hơn để mình đi. Như anh vừa chia sẻ, một trong số những vận dụng thiết yếu của người đi thám hiểm hang động đó là phải có đèn pin, bên cạnh đó thì phải có sơn phản quang. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà mang đèn pin mà đèn pin lại bị hết pin, bởi vì có khi chúng ta bị lạc trong hang động quá lâu, vậy thì lúc đó chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có nên tiếp tục tìm đường ra hay không? Khi thám hiểm hang động ấy thì là mỗi người phải có tối thiểu là theo chuẩn quốc tế là phải có 3 cái đèn pin, là một đèn chính và 2 đèn dự phòng. Và các nhà thám hiểm nước ngoài thì họ hay đeo một cái đèn dự phòng ở cổ ấy, để nếu mà xảy ra, tại vì vào hang rất tối, nếu mà bạn mà đèn hết pin hoặc là bị rơi mất đèn, khi mà leo bị rơi mất đèn thì gần như không tìm được đường. Tại vì vào hang động thì là ánh sáng còn quan trọng hơn cả thức ăn và nước uống ấy, nên là phải có đèn dự phòng. Đèn dự phòng thì thường thường là pin nó sẽ rất là lâu. Nếu mà để chế độ sáng thấp nhất thì như một cái đèn bình thường bọn mình đi là pin phải được một tuần cơ, mới hết một cục pin cơ. Nên là chắc chắn là phải có đèn dự phòng. Và khi mà xảy ra lạc thì nên bình tĩnh ngồi yên một chỗ và có thể thổi còi hoặc là có thể báo. Tại vì là khi những người trưởng đoàn có kinh nghiệm đi thì là họ sẽ nắm được là người đầu và người chốt, là họ sẽ nắm được là đoàn có bao nhiêu người và thiếu bao nhiêu người. Và họ sẽ có phương án để cứu những người bị lạc. Khi mà trục trặc về pin thì lúc ý là gần như không, mình mò mẫm trong bóng tối, mình không tìm được đường, rất là nguy hiểm. Tại vì trong hang nó có rất nhiều các cái vực khe đá này, rồi là chưa kể mình sẽ bị trượt chân này, mình sẽ bị đi vào những cái khu đất mà nó bị lở này, hoặc nó bị mủn này, ngã này. Nên là khi mà phương tiện chiếu sáng mà bị ảnh hưởng trục trặc thì nên ngồi yên một chỗ, có thể dùng còi để gọi bạn. Anh có thể chia sẻ với khán giả kinh nghiệm của bản thân mình để làm như thế nào không bị lạc khi thám hiểm hang động? Thì thứ nhất ấy là mình phải chuẩn bị lúc trước khi vào hang thì mình phải chuẩn bị rất đầy đủ. Thứ nhất là chuẩn bị về tinh thần này, chuẩn bị về bản đồ. Tại vì những cái hang mà
đẹp, mà những hang sâu thì thường thường là các nhà thám hiểm nước ngoài họ đi và họ có bản đồ cho mình rồi, thì có thể là liên hệ với nhóm mình để mình sẽ có các bản đồ đấy. Thì là khi mà mình vào hang mình có bản đồ thì mình sẽ rất tự tin, mình đi các hướng là có vẽ trên bản đồ hết rồi. Và quan trọng nhất là mình phải có đủ đèn dự phòng mang đi này, mỗi người tối thiểu là 2 cái, tốt nhất là 3 cái đấy. Thứ hai là pin mang đầy đủ, phải có một cái đèn chiếu xa, tại vì khi vào hang ấy, những cái chỗ mà nó nhiều hơi nước này hoặc là nó mù mịt thì là đèn chán cũng không thể chiếu xa được để tìm đường được, mình phải có một cái đèn rọi xa cầm tay để tìm đường. Và thứ ba là phải có một hộp sơn. Thì hộp sơn này thì các bạn nên mua là có hai loại sơn, là một loại là sơn phản quang và một loại là sơn phát quang. Lân tinh ấy thì không nên mua loại sơn lân tinh mà mua loại sơn phản quang. Nên chọn màu da cam hoặc là những màu nổi như là màu xanh ngọn chuối. Và nên để ý những cái chỗ mà ngã ba ngã tư mà hay bị lạc thì có thể là xịt sơn nhỏ thôi, tại vì là hoặc là xịt xuống đất để cho tránh ảnh hưởng đến hang động. Thưa quý vị và các bạn, với cấu tạo tự nhiên thì rất nhiều hang động có các khu vực ngập nước, và trong chuyến thám hiểm của mình bạn phải tìm cách vượt qua khu vực này. Và tất nhiên là trong quá trình vượt qua thì có rất nhiều những nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn. Chưa biết được, phải để anh đi kiểm tra trước đã nhé. Vẫn đi dài hạn nhưng khỏe sâu đấy em ơi. Chúng ta đi khỏe sâu đấy em ơi. Đi được không anh? Đi được đấy. Như vậy cẩn thận chút. Vâng. Đi qua hình đi. Anh Long này, khi mà vượt qua các dòng nước hoặc là các hồ nước ở trong hang động thì không biết là có những cái nguy cơ mất an toàn nào có thể xảy ra với người thám hiểm? Thì thường thường là đội mình khi vào hang nước ấy, thì thường thường mặc áo phao, tại vì kể cả những người bơi rất giỏi ở ngoài nhưng mà vào hang động thì vẫn phải có áo phao, tại vì là nhiều chỗ nó hẹp ấy, và nước nó xiết nên là có áo phao. Trên áo phao thì sẽ có còi, là một cái dụng cụ cứu hộ rất quan trọng. Thì khi mà gặp dòng nước ấy, thì là tốt nhất là trước khi vào hang thì mình nên theo dõi các tình hình thời tiết của khu vực đấy trong mấy ngày tới, xem là có mưa hay không, có bão hay không. Tại vì vào hang mình sẽ nhất là lũ ống, lũ quét ấy, thì là nhiều khi chỉ ở ngoài chỉ một cơn mưa nhỏ thôi, nhưng mà trong hang nước dâng lên rất nhanh. Thế nên là mình khi mà băng qua những cái hồ nước ấy, thì là mình có áo phao rồi thì nó đỡ nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà khi mà ở ngoài đang mưa hoặc đang bão thì mình không nên băng qua những cái hồ nước đấy, tại vì nước nó rất là xiết, nó sẽ cuốn mình đi không thể bơi được. Làm như thế nào chúng ta có thể nhận biết được là dòng nước đó có thực sự an toàn để quyết định vượt qua? Trong hang động thì các dòng nước nó không xiết đâu. Thường thường xiết chỉ khi nào mà mùa mưa hoặc là ở ngoài có lũ, có mưa thì là nước nó xiết thôi. Tại vì nước trong hang nó chảy rất là nhanh, nhưng mà bình thường các cái dòng nước trong hang này nó chảy rất là chậm, thì mình có thể là thử bình tĩnh lội qua hang được. Mình có thể thả các cái đồ nhẹ nhẹ xem nó có cuốn nhanh không, hoặc mình nhìn mình ước lượng được dòng nước. Thường thường là dòng nước trong hang nó không chảy nhanh, không chảy xiết đâu. Trong trường hợp thám hiểm hang động mà chúng ta bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết thì không biết lúc đó chúng ta phải làm gì ạ?
thực ra là không nên để bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Mà khi mà xảy ra mà trong hang mà ví dụ ở ngoài có một cơn mưa hoặc là bão mà nước nó lên nhanh quá thì chúng ta là nên bình tĩnh, nên theo người trưởng đoàn lên những cái chỗ cao, nhưng mà phải chọn những chỗ an toàn, tại vì là nước trong hang nó dâng lên rất nhanh và phải tiết kiệm sức này, tiết kiệm đồ ăn thức uống này, tại vì nhiều khi là những cái cơn khi mà nước nó hạ phải mất khoảng 1-2 ngày hoặc là lâu hơn thì là mình sẽ nên tìm những chỗ trên cao, tại vì đề phòng nước nó ngập. Ở Việt Nam thường thường những cái hang nước ấy thì là nó cũng không, nước nó không xiết lắm, nhưng mà nếu mà khi mà gặp những cái hang mà nước khá xiết ấy, thì là mình có thể là sử dụng các cái dụng cụ leo núi như là dây, các cái móc leo núi để mình neo người mình vào, xong rồi mình sẽ dần dần từ người sang một, xong rồi sau khi sang được thì mình sẽ buộc các cái dây đấy vào để mọi người bám dây đấy và lần sang. Có rất nhiều bạn chia sẻ là khi bước vào hang động thì tự nhiên có cảm giác ớn lạnh. Không biết trong tình huống này thì chúng ta sẽ phải xử trí như thế nào? Và có phải là để tránh trường hợp đó thì chúng ta cần cũng phải có những cái lưu ý về trang phục khi thám hiểm hang động không ạ? Các bạn mới đi thì không nên đi những cái hang mà quá nhiều nước và ngâm nước quá lâu. Thì tại vì thân nhiệt của mình là rất là quan trọng, nên là khi mà mình ngâm nước quá lâu thì là nó sẽ dẫn đến mất nhiệt và rất là nguy hiểm. Nên là thứ nhất là những bạn mới đi hoặc là những cái đi về những cái mùa đông thì là không nên ngâm nước quá lâu. Thứ hai là nếu mà thấy một số cái triệu chứng về mất nhiệt thì là nên dừng lại ngay. Ví dụ như là lạnh quá này, run rồi tay chân run rẩy này, hoặc là đầu óc cảm thấy là nó không tỉnh táo thì nên dừng lại ngay. Và các bạn nên là ở trong cái hang sâu thì nó hay có những cái khúc gỗ khô ấy, thì là mình nên lấy để mình đốt. Thực ra đốt lửa trong hang nó không ảnh hưởng gì lắm đến ấy lắm, đến môi trường và đến hang động lắm. Mình có thể đốt lửa để mình sưởi, mình có thể là mình ngồi gần nhau để cho mình giữ nhiệt. Trang phục nó đi hang cũng khá là quan trọng, tại vì khi bạn vào hang thì nó có rất nhiều những cái tác động lên cơ thể của mình, nên là mình quần áo đi hang thì nên mặc những cái bộ mà quần liền áo và kín dài tay, tại vì khi mà mình đi thì là đá rất dễ xây xước vào người này. Khi mình lội nước thì là nó những cái chất liệu nó phải là chất liệu ni lông, nó không thấm nước, thì là mình khi mình lội xong mình lên thì nó không bị, người nó không bị nặng. Thưa quý vị, thám hiểm hang động được xếp là một trong số những môn thể thao mạo hiểm, và chính tính chất mạo hiểm này có thể gây cho bạn những chấn thương khi tham gia. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với tình huống tiếp theo của chúng tôi. Em ơi, chỗ này cẩn thận nhé, chỗ trơn lắm đấy, đi từ từ cẩn thận đâu, cẩn thận dễ ngã đấy. Có sao đâu mà, đi cả trăm lần rồi. Bịt vào chân cột đá rồi. Đâu rồi, cứu. Sao lại đứng đấy làm gì? Tới đây. Anh ơi, chân này làm sao ấy? Đi từ đây ạ. Như đau á? Cho nhiều ba kiểu gì? Da phải không? Ngồi lên em. Có đau không? Anh ơi, em đau cổ chân quá. Không hiểu bị làm sao nữa. Thế này nái vào, không nên nái vào gì. Ăn đau đấy. Nhẹ. Đau không? Chỗ đau không? Nhẹ tay thôi anh ơi, nhẹ tay thôi, đau. Đau cổ chân. Ui đau quá anh ơi. Nhẹ tay chút cho em bé. À, đau. Chưa, cái tội đi cả trăm lần rồi cơ đấy. Nói tử tế được vùng này. À, đau quá anh ơi. À, nhẹ thôi anh ơi, cổ chân em đau quá. Mọi người đã nhắc rồi, cứ kêu đi cả trăm lần cơ. Giờ thì đau rồi đấy. Thôi anh xem cổ chân có sao không? Ừ, đây kiểm tra xem nào. Đau anh ơi. Kể khi bong cân rồi em ơi. Em không biết nữa nhưng mà em đau lắm. Đau cổ chân đấy. Kiểu này bong cân này hơi khó để ra ngoài, có khi phải gọi cứu hộ thôi. Chân này có khi sưng to lắm ạ, có khi gọi cứu hộ vào khi ấy không thì rất là khó phát ra. Anh Tạ Nam Long này, thông thường thì khi thám hiểm hang động chúng ta thường gặp phải các loại chấn thương nào ạ? Thám hiểm hang động thì thứ nhất là có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng trong hang động. Những cái dễ xảy ra nhất đó là cái mà ngã, chấn thương về xương khớp. Ví dụ như là khi mà đi lên những cái chỗ mặt đất nó bị mềm, bị mủn ấy, thì nó bị sập xuống thì có thể bị ngã, có thể là người va đập vào đá này, xước sát này,
rồi là đầu có thể bị đập vào đá. Tại vì là khi mà mới đi hang ấy thì mọi người đội mũ và ai cũng bảo là không cần cái mũ đâu. Thế nhưng mà khi đội vào mới biết là vào hang đập đầu vào đá rất nhiều, và nhiều khi vỡ cả mũ ấy. Bản thân mình thì khi mà mình ngã ở hang là mình cũng bị vỡ một cái mũ rồi, và để lại luôn mũ này, tại vì là nát mũ luôn mà đầu vẫn không sao. Nên là rất là quan trọng các cái trang thiết bị bảo hiểm. Trong trường hợp gặp phải các cái chấn thương ở trong hang động thì chúng ta có thể làm những cách nào để giúp đỡ các nạn nhân? Thì thứ nhất là các bạn nhất là phải thật bình tĩnh xử lý, tại vì là những cái sơ cứu nó rất là quan trọng. Nhiều khi mà sơ cứu mà sai hoặc là không sơ cứu đúng cách thì nó về sau sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cái quá trình điều trị về sau. Ví dụ như là nên là trong đoàn thì bắt buộc là phải mang những cái đồ cứu thương tối thiểu đi, như là thuốc giảm đau này, các cái gạc cầm máu, các cái băng, các cái gạc, các cái thuốc sát trùng, những cái đại khái là những cái tối thiểu để mình khi xảy ra những cái trường hợp, mà nhất là những trường hợp nguy hiểm nhất là chảy máu thì mình phải cầm được máu để cho không mất máu, và bình tĩnh, thật bình tĩnh. Bình thường đi một nhóm thám hiểm hang động thì thường từ 4 đến 7 người, thì khi mà một người bị xảy ra vấn đề tai nạn thì là để lại một bạn hoặc hai bạn ngồi lại để hỗ trợ cái bạn bị thương đấy, để đồ ăn thức uống lại cho ba người, hai ba người đấy, và những người còn lại thì nên đi ra ngoài cửa hang và gọi các mọi người đến hỗ trợ. Đối với những người mà đã bị thương ở trong hang động rồi thì họ cần phải làm gì để có thể tránh được những rủi ro tiếp theo có thể xảy đến với mình? Điều quan trọng nhất khi mà bị chậm nhất là cố gắng đừng làm trầm trọng thêm vấn đề. Tức là khi mà ví dụ bạn ngã mà chảy máu thì bạn nên tìm cách cầm máu lại, tại vì trong hang là cái phương tiện di chuyển ra ngoài nó rất là khó. Nhiều khi phải mất một vài ngày mới ra được ngoài, nên là mình bằng mọi cách là mình phải duy trì được cái sự sống của mình. Mà những cái quan trọng nhất là ví dụ cầm máu, và thứ hai là giữ sức khỏe, về giữ đồ ăn thức uống. Mình có thể tiết kiệm đồ ăn thức uống, mình hạn chế vận động nặng, tại vì là khi mình vận động thì mình sẽ tốn rất nhiều năng lượng, và mình suy nghĩ tích cực. Rõ ràng là những người thám hiểm hang động thì có thể giúp mình phòng tránh được các rủi ro, ví dụ như là họ có thể chú ý hơn đối với những cái đồ vật mà mình mang theo. Thám hiểm hang động mình không thể mang được những cái đồ cồng kềnh đi, nên là mình phải có một cái túi cứu hộ những cái đồ mà rất cần thiết, ví dụ như thuốc giảm đau này, băng gạc cầm máu này, các cái băng dính này, các cái thuốc mà ví dụ là giảm đau giãn cơ này, rồi là những cái thuốc mà hạ sốt. Ví dụ vào hang mà bạn có thể là bị cảm, hoặc là bị, tại vì khi mà bạn xuống nước ấy, bạn có thể bị cảm, hoặc là mang miếng chườm đi, để ví dụ như bạn có thể một số bạn bị cho rút này, hoặc bị căng cơ này, thì chườm cái đấy vào, cái dầm dàn đấy vào thì nó sẽ làm giảm đau. Trong những lần thám hiểm hang động của mình thì không biết đã bao giờ mà anh bị thương chưa? Và anh có thể chia sẻ kinh nghiệm là lúc đó anh đã xử lý cái tình huống đó như thế nào? Thứ nhất là mình cũng đi khám phá một số hang, thì là vừa rồi mình cũng biết, bản thân mình cũng gặp một trường hợp là bản thân mình cũng bị chấn thương ngã trong hang. Thì là mình cũng rút được một số kinh nghiệm, mà theo mình cái quan trọng nhất là khi chơi cái môn nguy hiểm như môn thám hiểm hang động thì bạn nên thật là khi mà bạn mệt mỏi, đầu óc mà mệt mỏi thì nên dừng lại, không nên chơi nữa. Tại vì là khi đầu óc mệt mỏi thì mình không còn minh mẫn nữa, mình xử lý không minh mẫn nữa, và mình sẽ rất là dễ xảy ra tai nạn trong hang. Và thứ hai, cái quan trọng cũng không kém là bạn phải có những bạn bè đồng nghiệp đi cùng. Tại vì khi mà trước khi mình đu dây hoặc mình làm gì đấy thì bạn bè sẽ kiểm tra chéo cho nhau xem là còn quên hay thiếu thiết bị thì không, hay là có bị thiếu sót gì không, thì cùng nhau khắc phục để vượt qua.